Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Tràn lan mênh mông. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Pepsi, tới trọn từng giây. Đứng lên, anh này, lần sau, còn anh này, loại, sẵn sàng. Chúng mình là những con tôm tươi, mùi vị ngon và ngọt mà lại tươi và tươi. Mì ô ngon đột phá mới. Ô ngon với mì ngon tôm thật trong từng sợi mì. Wow! Thật là tươi, là tươi, ô là tươi. Thật là ngon, là ngon. Ô ngon vị thật ngon thật. Chiến sư phụ. Vừa học lại vừa chơi với siêu bút chì ráp hình. Wow! Uống sữa cô gái Hà Lan ngay mi cộng mới. Sưu tập ngay siêu bút chì ngay mi cộng. Bút chì càng nhiều, lắp ráp càng siêu. Bất ngờ ẩn chứa trong những lon bia hảo hạng của Halila trong dịp Tết 2014. May mắn ngày đầu xuân, hân hoan năm mới đến. 8 xe máy SH1, 18 điện thoại iPhone 5S và 6.666 thùng bia Halila đang chờ bạn. Halila, xuân đáo bình an, tài lộc tiến. Halida chúc mừng năm mới. Mẹ con mình cùng bày mâm ngũ quả nào. Quả đỏ cầu may mắn cho năm mới. Mẹ ơi, thêm đỏ thêm may mắn. Đón cơ hội trúng 10 giải tỷ phú và 10.000 giải triệu phú. Mua ô mua, nhắn tin để biết ngay kết quả. Với nhân kem thơm ngon và lớp bánh giòn tan, Cream O cho bé thỏa thích cười vui. Ngon deli vui hết ý. Tèm 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 tèm. Mới mì sợi phở. Mì sợi phở vàng. Quá là lạ tai. Chắc ăn chẳng dai. Yeah. Mì này tuyệt lắm. Cứ thử mà xem. Sợi phở vàng thôi. Mì rất dài. Mì là mì rất ngon. Mì sợi phở vàng. Mì là mì rất dài. Rất ngon. Ăn vậy mới ngon. Ăn vậy mới ngon. Ăn vậy mì đũa tre súp ngọt thanh. Ôi là ngon, ôi là ngon. Mì đũa tre thêm thịt thà. Càng đậm đà, càng đậm đà. Cùng với trứng mới rau xanh. Mì đũa tre súp ngọt thanh. Phù hợp với tất cả trứng thịt rau xanh. Mì đũa tre ăn vậy mới ngon. Mì đũa tre độc đáo khi ăn kèm thịt trứng rau. Hãy cao và đón tài lộc như nước cùng La Vi để có cơ hội trúng xe hơi và hàng ngàn giải thưởng. Vui Tết La Vi, lì xì Civic. Nóng trong người, ăn uống vui xuân, nóng trong người. À, tôi có không không? Năm mới xuân sang nhà nhà vui tiệc, thoải mái ăn uống chẳng ngại nâng ly. Vui xuân tụ tì không lo bị nóng, thanh lọc nhanh chóng đúng qua sức khỏe. Cả nhà vui.
đốc thừa thân, món quà sức khỏe không lo nóng trong người. Hey, chuẩn bị nào. Vị của tớ làm canh chua ngon. Không, vị của tớ mới quan trọng. Nếu vị đậu bắp chưa phải canh chua. Vị nào cũng quan trọng, nhưng phải hòa hợp, canh chua mới ngon. Ajinomoto, dung hòa các vị khác nhau, cho món nào cũng trọn vẹn vị ngon. Hương hoa nồng nàn tươi mát trong vườn này đã có trong Downy cánh đồng hoa hoàn toàn mới. Chỉ cần xoa nhẹ để có mùi hương thơm mát tức thì. Cùng vào bếp, cùng vào bếp, hương ngon tô mì nè, yeah. Bao ăn thì ngon thơm vương, xem mì ướp thì ngon quá. Chỉ ăn mà đã xuyên xoa, như xuân đậm đà vào quê. Cùng vào bếp, thơm ngon tô mì nè, yeah. Ngon, đẹp đẹp. Mì vào bếp ngon, lại còn tiết kiệm. Cháo ăn sáng có gà thật, bạn tin không? Hãy thử cháo ăn sáng Bifast có gà thật nhé. Nhờ túi thịt hầm nên Bifast có 100% gà thật, nấm thật và không thêm chất bảo quản. Gà thật. Nấm thật. À, có bánh mì giòn nữa nè, ngon quá. Cháo ăn sáng Bifast đúng là có gà thật. Mâm ngũ quả, cầu dừa đủ xài sung. Hạt dưa đỏ, cầu cho may mắn. Chút mứt gừng, nồng ấm an khang. Thêm con bò cười, rộn vang tiếng cười. Cầu chúc cả nhà đỏ nhà dưa, ấm như mứt gừng, và cười tươi như con bò cười. Hôm nay con bò cười, chào gửi nụ cười Tết. Gắn kết những yêu thương, mâm ngũ quả, cầu dừa đủ xài sung. Hạt dưa đỏ, cầu cho may mắn. Chút mứt gừng, nồng ấm an khang. Thêm con bò cười, rộn vang tiếng cười. Cầu chúc cả nhà đỏ nhà dưa, ấm như mứt gừng, và cười tươi như con bò cười. Hôm nay con bò cười, chào gửi nụ cười Tết. Gắn kết những yêu thương. Tay vẽ bè ve cùng con bò cười, tay lắp chiếc lắp rộn rã đưa xuân. Đường nuôi kỳ thủ phiêu lưu cực thích, đủ bộ ba hình tâm còn đón xuân. Mua phô mai con bò cười để nhận ngay bộ trò chơi đưa xuân trong mỗi hộ. Đứng lên! Anh này! Lần sau! Còn anh này! Loại! Sẵn sàng! Chúng mình là những con tôm tươi, mùi vị ngon và ngon mà lại tươi và tươi. Mì ô ngon đột phá mới. Ô ngon với vị ngon tôm thật trong từng sợi mì. Wow! Thật là tươi, là tươi, ôi là tươi. Thật là ngon, là ngon. Ô ngon, vị thật, ngon thật. Chiến sư phụ. Hey, chuẩn bị nào. Vị của tớ làm canh chua ngon. Không, vị của tớ mới quan trọng. Nếu vị đậu bắp chưa phải canh chua. Vị nào cũng quan trọng, nhưng phải hòa hợp, canh chua mới ngon. Ajinomoto, dung hòa các vị khác nhau, cho món nào cũng trọn vẹn vị ngon. Ajinomoto, vị ngon gắn kết. Ajinomoto. Xuân đã về, có nỗi vui nào hơn vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước cắm hoa êm ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi
ngoài xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Mẹ con mình cùng đi chơi nào con gái. Nhưng khói mồ hôi thức ăn ẩm mốc và mùi tanh sẽ làm con hết thơm mát. Con đừng lo, Comfort thơm lâu 5-in-1 sẽ bảo vệ mẹ con mình khỏi năm mùi khó chịu suốt cả ngày. Ồ, cuối ngày rồi mà quần áo con vẫn thơm. Comfort thơm lâu 5-in-1, còn đâu năm mùi khó chịu. Con phải học cách tự bảo vệ mình bằng hương thơm bền lâu 5-in-1 từ Comfort. Wow, con vẫn thơm mát. Comfort 5-in-1 lưu giữ hương thơm bền lâu. Vào đây nhanh đi anh. Nhưng mình sẽ lạc nhau đấy em. Anh chỉ cần cử động để bung tỏa hương thơm mát, em sẽ tìm được anh ngay. Ơ, Andy. Lily. Đúng rồi, chỉ cần cử động. Mình sẽ tỏa hương thơm mát. Get on your feet, it's time to go. Cause you gotta be fresh, so make it show. Sao đến tận cuối ngày rồi mà hai người vẫn thơm mát vậy? Đó là nhờ hàng triệu hạt lưu hương trong combo mới. Chỉ cần cử động, hương thơm mát sẽ bung tỏa ngập tràn. Bố chu đáo, mẹ ngát hương, siêu quẩy đi to, ly đồng đành. Đón chào gia đình Profi tháng 3 năm 2011. Xem này, đến cuối ngày rồi mà quần áo bố vẫn còn thơm mát. Thích quá. Chỉ với Comfort đậm đặc một lần xả, với hàng triệu hạt lưu hương cho hương thơm bền lâu trên áo quần. Comfort đậm đặc một lần xả, hàng triệu hạt lưu hương cho hương thơm bền lâu. Andy ơi, kiểu nhảy đó xưa rồi, anh nhảy giống robot quá à, phải thoải mái lên. Wow, Lily, em tài thật. Anh cần có Comfort để thân mình jean không còn thô cứng nữa. Các sợi vải sẽ trở nên linh động để xuôi theo từng bước nhảy của anh. À, anh thấy thật uyển chuyển và thơm mát. Cảm nhận sự uyển chuyển và thơm mát trong mọi chất liệu với Comfort. Andy, xả bọt nhanh đi anh, mình đến rồi. Làm sao anh xả kịp đây? Andy, với Comfort một lần xả mới, anh chỉ cần xả một lần thôi, bọt được khử sạch ngay, chỉ trong một lần xả. Wow, người anh sạch hết bọt xà phòng, lại mềm mịn thơm tho nữa. Có tin đồn gần đây Andy trông sơ xác. Ôi, anh ấy vẫn mềm mịn và thơm tho như mọi ngày. Với Comfort một lần xả, bạn chỉ cần xả một lần. Lily, em đang trong bệnh viện hả? Chỉ với một lần xả, anh sẽ đến liền. Dù gian nan thế nào, anh vẫn sẽ thơm mát. Chị ơi! Hey, dừng lại! Bò ư, chuyện nhỏ, mình vẫn sẽ thơm mát. Andy, biết sao giúp anh luôn thơm mát vậy? Lily! Lily! Anh đi em. Anh vẫn thơm mát. Chào con trai. Hương thơm bền lâu khó phai chỉ với một lần xả. Andy, nhìn em nè, cứ cử động là em tỏa hương thơm mát. Hàng triệu hạt lưu hương trong Comfort mới sẽ vỡ ra, bung tỏa hương thơm mát mỗi khi anh cử động. Wow, Comfort mới. Chỉ cần cử động là bung tỏa hương thơm mát. Comfort tinh dầu thơm tinh tế mới, với tinh dầu thơm 100%.
đưa bạn vào một thế giới hương thơm ngâm niu xúc cảm. Comfort tinh dầu thơm tinh tế mới, hương thơm nâng niu xúc cảm. Nhanh tay dọn dẹp nào các con. Wow! Ủa, Bi đâu rồi? Chắc nó lại trốn trong hộp trên xe tải rồi. Anh đuổi theo đi. Nè, Bi! Chào cả nhà. Cả nhà mình cùng thơm mát nào. Robot có thơm mát được không mẹ? Mọi thứ làm từ vải đều cần Comfort hết con. Hãy cùng chào đón nhà cô Chi đến Việt Nam. Mấy con xem hương thơm mới mẹ mang về nè, tuyệt lắm. Hãy tận hưởng Comfort sáng tạo mới nào. Một thế giới hương thơm tinh tế cho cả gia đình cùng khám phá. Wow, thích quá, nhìn quá Việt Quốc và hoa nhài Tây kìa. Thật thơm mát, cả nhà có thấy cam tây và hoa lạc tiên không? Wow, còn đây là hương thơm từ ngọc lan và dâu tây nè. Tận hưởng hương thơm tinh tế, hòa quyện từ hoa và trái cây trong Comfort sáng tạo mới. Hạnh phúc bắt đầu khi anh cùng em kết đôi. Để quý sát vai, ta trao lời bên nhau suốt đời. Cần có em, anh sẽ vượt qua 14 ngày thơ mát tuyệt vời. Hạnh phúc xiết bao khi ta được đi khắp mọi miền, cùng hướng gió xuân ta mang niềm vui tới mọi người. Dù đến nơi nào ta luôn thật thơ mát. Ngày tháng cứ khổ chỉ là chuyện giữa đất ta thôi. Thật thơm mát tràn hương hoa mang niềm vui tới muôn nơi. Thật thơm mát tràn hương hoa mang niềm vui tới muôn nơi. Niềm vui cho anh bao đông chờ, ngày ngày cùng chờ mong, cho đơn một thiên thần, yêu thương trong anh dâng trào, hẹn nhau ngày hạnh phúc, lần lần bao thương khi chờ đón mẹ yêu chào đời. Yeah yeah, thật thơm mát tràn hương hoa, vung tỏa thơm mát bên lời. Mình đã thơm mát để đi thăm bà chưa nào? Comfort công nghệ tỏa hương đột phá này tặng thêm 200ml cho cả nhà mình cùng thơm mát để đón Tết. Quán em à, bọn trẻ. Tết này cháu bà là thơm nhất. Comfort tặng thêm 200ml cho Tết vui rộn ràng, ngập tràn thơm mát. Comfort tinh dầu thơm mới với tinh dầu 100% tự nhiên ư? Cảm nhận sự tươi mới và tràn đầy sức sống với tinh dầu 100% từ Comfort tinh dầu thơm mới. Em đang làm gì đó? Tràn đầy sức sống với Comfort tinh dầu thơm mới.
đắm mình trong thế giới hương thơm tinh tế. Comfort tinh dầu thơm tinh tế mới với tinh dầu thơm 100%. Comfort tinh dầu thơm tinh tế. Phép màu biến mất rồi. Là do nước xả vải của cậu ấy thôi. Con đưa cậu ấy Comfort đi. Vượt trội hơn cả, Comfort chứa hàng triệu hạt lưu hương cho hương thơm bền lâu vương mãi. Comfort vương mãi hương thơm bền lâu. Ly, vậy là đủ lâu rồi đó. Mẹ sang bà, các con ở nhà ngoan nhé. Bố ơi, con nhớ mẹ. Ừ, bố biết rồi. Cho hương thơm bền lâu, thay bạn luôn ở bên chăm sóc những người thân yêu. Mẹ! Mẹ đi mấy ngày mà cả nhà vẫn thơm mát quá. Comfort thơm mát bền lâu, đậm sâu chăm sóc. Trong thử thách thơm mát này, Andy dùng Comfort công nghệ tỏa hương mới. Đối thủ của anh dùng nước xả vải đậm đặc thông thường. Nào, chúng ta sẽ đo xem ai thơm mát bền lâu hơn. Xả vải đậm đặc thông thường, Comfort bung tỏa hàng triệu hạt lưu hương cho ngày dài thơm mát. Comfort mới cho hương thơm bền lâu, vượt trội hơn cả. Lily, em đang trong bệnh viện hả? Chỉ với một lần xả, anh sẽ đến liền. Dù gian nan thế nào, anh vẫn sẽ thơm mát. Chị ơi! Ê, dừng lại! Bò ư, chuyện nhỏ, mình vẫn sẽ thơm mát. Andy, em biết nào giúp anh luôn thơm mát vậy? Lily, anh đi em. Anh vừa thơm mát, Andy. Chào con trai. Hương thơm bền lâu khó phai. Chỉ một lần xả chắc gì sạch xà phòng hả con? Con phô một lần xả cứ sạch xà phòng mẹ. Đúng rồi mẹ, chỉ cần một lần xả bé sẽ thơm mát như con ngay. Mẹ xem. Nhưng có chắc là an toàn cho da không? Ồ, không còn xà phòng trong nước và không còn xà phòng trong các sớ giải. Mẹ thấy không? Con phô một lần xả cứ sạch xà phòng và con được Viện Da liễu Quốc gia chứng nhận an toàn cho da nữa. Bé đang cười cặp kính phóng đại của mẹ đó. Giờ cháu luôn được chăm sóc cẩn thận rồi. Comfort một lần xả khử sạch xà phòng trên áo. Ở những phút cuối cùng của thử thách 14 ngày thơm mát với Comfort thơm lâu, cả thế giới vải đều hồi hộp không biết liệu Andy vẫn còn thơm mát sau 14 ngày. Chắc chắn rồi. Vì mình đã nhắc anh ấy dùng Comfort thơm lâu mà. Những hạt lưu hương khóa chặt trong từng sớ vải giúp Andy thơm mát suốt 14 ngày. Comfort thơm lâu mới, thơm mát đến tận 14 ngày. Andy, xả bọt nhanh đi anh, mình đến rồi. Làm sao anh xả kịp đây? Andy, với Comfort một lần xả mới, anh chỉ cần xả một lần thôi. Bọt được khử sạch ngay, chỉ trong một lần xả. Wow, người anh sạch hết bọt xà phòng, lại mềm mịn thơm tho nữa. Có tin đồn gần đây Andy trông sơ sát. Ôi, anh ấy vẫn mềm mịn và thơm tho như mọi ngày. Với Comfort một lần xả, bạn chỉ cần xả một lần. Cả nhà mình đã thơm mát để đi thăm bà chưa nào? Comfort công nghệ tỏa hương đột phá, này tặng thêm 200ml cho cả nhà mình cùng thơm mát để đón Tết. Quang em. À, bọn trẻ. Tết này giá bà là thơm nhất. Comfort tặng thêm 200ml cho Tết vui trộn tràn. Mấy con sẽ được trang thơm mát. Tuyệt lắm. Hãy tận hưởng Comfort sáng tạo mới nào. Một thế giới hương thơm tinh tế cho cả gia đình cùng khám phá. Wow, thích quá. Nhìn quả Việt Quốc và hoa nhài Tây kìa. Thật thơm mát. Cả nhà có thấy cam tây và hoa lạc tiên không? Wow, còn đây là hương thơm từ ngọc lan và dâu tây nè. Tận hưởng hương thơm tinh tế, hòa quyện từ hoa và trái cây trong Comfort sáng tạo mới.